Đứng đâu, đi đâu cũng có thể điều khiển hệ thống phát sóng phát thanh cơ sở và nó đặc biệt hiệu quả trong việc hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19. Đây là mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng hạ tầng mạng viễn thông 4G. Kính chào quý vị và các bạn. Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông đợt này thì tôi cảm nhận thấy rằng là đây là một cái mô hình mới. Trước hết là sẽ tiết kiệm được nhân lực. Cái thứ hai nữa là cái thông tin đến người dân sẽ kịp thời hơn. Thế và cái việc mà nhân lực phải đi đến các cái điểm, các cái vị trí mà trước đây đặt các hệ thống FM thì sẽ tiện lợi hơn. Thế và công tác quản lý thì cũng dễ dàng hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và đài truyền thanh cơ sở có nhiều ưu điểm như kinh phí rẻ hơn so với có dây và có sóng FM, khắc phục lỗi nhiễu sóng, không phụ thuộc thời tiết, kiểm duyệt chương trình từ xa, thiết lập lịch phát sóng tự động. Trước đây là khó khăn, ví dụ FM thì chỉ cần có một quả đồi chắn hoặc là cái cự ly nó xa thì nó không thu được. Thế nhưng mà đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán về vùng phủ. Thế đối với quản lý vận hành, tại sao tôi nói ở đây là nó quản lý được? Bởi vì chúng ta có thể ngồi tại trung tâm, chúng ta có thể biết được là cụm thu nào hỏng, cái loa nào không kêu. Còn lên đến cấp huyện thì chúng ta quản lý được toàn huyện. Đấy, trung ương có thể nắm được là hiện nay ở cả nước là có bao nhiêu cái điểm loa, có bao nhiêu cụm loa. Và trên cơ sở đó để chúng ta có thể là điều tiết bổ sung vào chỗ nào, điểm nóng, chỗ nào là điểm lõm. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ những địa phương khó khăn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, đầu tư mới hoặc chuyển đổi hệ thống phát sóng analog sang kỹ thuật số. Cái việc triển khai để mở rộng mô hình này là thực hiện theo cái quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Và cái việc triển khai này thì sẽ dựa vào các cái nguồn lực của nhà nước đầu tư, nguồn lực của địa phương cũng như là cái nguồn lực xã hội hóa mà cái mô hình vừa bàn giao cho tỉnh Hòa Bình là một cái mô hình mà dựa trên cái vận động xã hội hóa để đầu tư. Hiện tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông sẽ bàn giao 3 mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cho 3 địa phương của tỉnh Hòa Bình và Hải Dương. Thông qua mô hình điểm về chuyển đổi số này, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có kế hoạch dần chuyển đổi số 100% các đài truyền thanh cơ sở.